Chào mừng các bạn đã đến hoặc là quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS. Và hiện tại trên bàn của mình là Asus VivoBook 13 Slate OLED có mã là T3304. Em này khi các bạn để cả bàn phím thì đó sẽ là một chiếc laptop. Tháo rời bàn phím ra thì là một chiếc máy tính bảng chạy Windows. Dựng đứng lên như một máy đọc sách size lớn, lại còn được cài sẵn cả Office bản quyền đi theo máy. Và chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu để tìm hiểu nhé. Mình là Công, tới từ ReviewOS. Đầu tiên thì vẫn là tiền đâu, và anh em đoán rằng một chiếc laptop có bàn phím có thể tháo rời thế này thì sẽ có mức giá là bao nhiêu? Mình để các bạn đoán nhá. 3, 2, 1. Ok, mình sẽ bật mí. Chỉ 20 triệu là các bạn đã sở hữu em nó rồi, lại còn được tặng kèm tai nghe ROG Centra trị giá 2 triệu nữa. Và ai quan tâm thì đường link của Cellphone S mình để ở phần mô tả nhá. Với mức giá hấp dẫn như vậy thì chắc chắn chiếc laptop này sẽ dành cho giới văn phòng hoặc là những bạn nào không có nhu cầu chơi game hay là yêu cầu hiệu năng mạnh. Và tất nhiên là phần hiệu năng của máy thì một chút nữa mình sẽ chia sẻ các bạn kỹ lưỡng hơn. Bây giờ thì mời các bạn cùng mình vào phần thiết kế nhé. Đầu tiên là phải nói về phần thân máy, được thiết kế bằng kim loại, cứng cáp và chắc chắn. Nếu chỉ một mình phần thân máy thì mình thấy cũng khá mỏng như các tablet. Còn khi được lắp thêm cover mặt lưng và bàn phím thì trông sẽ dày lên tương đương một chiếc laptop thông thường. Về mặt cân nặng thì thân máy sẽ nặng 800g, khá là nhẹ nếu so sánh với các laptop, nhưng mà vẫn nặng hơn các tablet chạy chip ARM cùng kích thước màn hình. Tất nhiên điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn khi sử dụng máy như một chiếc tablet. Nó sẽ không phù hợp để các bạn cầm lên quá lâu mà sẽ phù hợp để các bạn dựng chân đế lên và để trên mặt bàn giống như mình thế này. Cover của chúng ta được bọc một lớp da ở bên ngoài trông khá cao cấp và đồng thời gắn với mặt lưng nhờ nam châm hít rất là mạnh nhá. Chân đế có thể tùy chỉnh được góc nghiêng sao cho phù hợp với tư thế làm việc của bạn. Thậm chí là bạn có thể để xuống mặt bàn thế này sẽ tạo thành một góc nghiêng, và đây là góc rất thích hợp để các bạn dùng bút và thao tác với màn hình. Bút để sử dụng theo máy là Asus Pen 2 thì cũng được tặng kèm trong hộp luôn nên các bạn sẽ không cần phải mua thêm. Bút stylus này hỗ trợ hơn 4.000 điểm lực và có thể sạc thông qua cổng Type-C, phù hợp với các bạn muốn sử dụng bút để vẽ vời và thiết kế. Còn với nhu cầu thông thường thì việc viết trên màn hình cũng khá là thú vị. Nó còn giúp bạn nhanh chóng ghi lại những thông tin cần thiết nữa. Sau khi sử dụng bút xong thì bạn có thể cài vào bên phải cover như thế này, như vậy là không sợ rơi mất bút nữa nha. Phía mặt sau thì chúng ta có camera 13 megapixel phù hợp chụp trong điều kiện đủ sáng hoặc là ánh sáng văn phòng. Tất nhiên là chất lượng mang lại không cao như điện thoại và sẽ phù hợp khi các bạn cần chụp nhanh thông tin hoặc văn bản gì đó. Theo trải nghiệm của mình thì tốc độ mở khóa nhanh và chính xác, kể cả trong điều kiện phòng tối thì vẫn có thể mở được. Và chúng ta cùng nhau thử luôn nhá, mình sẽ khóa lại. Rồi, mở ra. Rất nhanh đúng không? Nhận diện được ngay. Đèn đỏ nháy một phát là nhận diện được luôn, bấm Enter để vào. Còn trường hợp bây giờ không phải mặt mình nữa, mình che lại này. Rồi, bấm Enter. Làm sao mà vào được, mở ra. Nhận diện một phát, ok. Nút bấm ở trên máy thì các bạn sẽ có nút nguồn ở cạnh trên và hai nút tăng giảm âm lượng thì ở cạnh bên phải. Tuy nhiên thì mình thấy rằng các nút của chúng ta nhô lên hơi ít và độ nảy chưa cao, nên đôi khi mình bấm thì có thể bị bấm hụt hoặc là bấm xong mà vẫn chưa biết được là bấm thành công hay chưa. Về hệ thống cổng kết nối thì chúng ta sẽ có hai cổng USB-C 3.2 hỗ trợ sạc PD và xuất hình ảnh, một cổng ở cạnh trên và một cổng ở cạnh dưới. Bên cạnh đó sẽ là một jack cắm tai nghe 3.5 và đầu thẻ microSD. Để đảm bảo về mặt độ bền của thân máy thì VivoBook 13 Slate OLED cũng đạt chứng nhận chuẩn quân đội về mặt độ bền. Với những bạn thích di chuyển mang máy đi đây đi đó thì mình tin rằng đây là một điểm cộng lớn. Và như vậy là mình đã cùng các bạn xong phần thiết kế, thì bây giờ tới phần màn hình nhá. Về mặt thông số thì màn hình trên máy là màn hình OLED với kích thước là 13.3 inch, độ phân giải Full HD và độ phủ màu là 100% DCI-P3. Nên về mặt màu sắc thì có thể nói là khỏi phải chê rồi, và có hỗ trợ ở công nghệ Dolby Vision nữa. Nếu như nghề nghiệp của bạn yêu cầu hay phải cho khách hàng xem cái sản phẩm của mình, ví dụ như là nhà chẳng hạn, thì một màn hình OLED đẹp thế này sẽ giúp cho sản phẩm của bạn trở nên thực tế hơn, đẹp hơn, thật hơn, và từ đó khách hàng sẽ chốt deal nhanh hơn. Còn khi các bạn về tới nhà thì có thể mang em nó ra làm một rạp chiếu phim mini tại nhà cũng khá là ổn. Chắc chắn các bạn sẽ bảo mình là cái máy bé tí thế này thì loa làm sao mà to được, đòi làm rạp chiếu phim mini tại nhà. Sai rồi, đây là laptop nào ấy chứ, cái này có tận 4 loa cơ anh em ơi. Đồng thời là còn được trang bị công nghệ Dolby Atmos luôn nhá. Và loa sẽ nằm ở hai cạnh bên trái và phải nên âm thanh cân bằng, không có cảm giác bị lệch. Test thử cùng mình nào. Nói về mặt độ sáng của màn hình thì tối đa là 550 nits, và nếu điều kiện trong nhà hay văn phòng thì khá thoải mái, còn điều kiện ngoài trời cũng có thể sử dụng được, chỉ trừ khi là các bạn để ánh nắng chiếu trực tiếp vào máy thì mới khó thôi.
Tí nữa thì quên, mời các bạn cùng mình test luôn phần cảm ứng của màn hình nhá. Mình sẽ cùng các bạn thử luôn khả năng cảm ứng của màn hình nhá. Đầu tiên là đơn điểm này, rồi chạm phát nào ăn phát đó, vuốt cũng mượt. Hai ngón xem nào, ok luôn. Giờ ba ngón các bạn này. Ôi, mượt mà. Tiếp tục nhá, bốn ngón này. Ok luôn. Như vậy là các thao tác cảm ứng của chúng ta từ đơn điểm tới đa điểm đều đáp ứng rất là tốt ở trên chiếc máy này. Và như vậy là xong phần màn hình, mời các bạn cùng mình sang phần bàn phím. Khu vực bàn phím của chúng ta thì vẫn là layout quen thuộc của nhà VioBook và nút thoát ở đây được sơn màu cam trông rất là nổi bật. Độ nảy tốt, hành trình 1,4mm làm cho mình khá hài lòng trong khi gõ. Mặc dù đây chỉ là một bàn phím tháo rời thôi, nhưng khi các bạn nhấn mạnh như thế này xuống từng phím một hay khu vực bàn phím của chúng ta thì đều không có hiện tượng bị flake. Đặc biệt là phần touchpad năm nay được làm một kích thước rất là lớn và cho phép các bạn thao tác nhiều ngón tay cũng không sợ bị thiếu diện tích. Mình không nghĩ là bàn phím gắn rời mà được Asus làm một cái touchpad lớn như thế này. Bàn phím và laptop sẽ kết nối với nhau thông qua cổng nam châm và các bạn chỉ cần thế này. Đó, sẽ tự động hít vào nhau rất là chắc chắn. Và khi đã kết nối rồi thì bạn không cần thêm driver hay bất kỳ một thao tác gì cả, bàn phím tự động nhận diện với máy tính của chúng ta luôn. Thêm một điểm cộng nữa là bàn phím này không sử dụng pin, nó hoàn toàn sử dụng nguồn từ chính máy tính cấp xuống nên các bạn cũng không lo vấn đề sạc lại pin cho bàn phím. Nhưng mà lưu ý cho mình là không hỗ trợ đèn LED nền đâu nhá. Và kiểu bàn phím này cũng sẽ mang theo một yêu cầu là để có thể gõ được thì các bạn cần để lên mặt phẳng. Ví dụ như các bạn để ở trên bàn thế này, còn các bạn không thể nào mà để chiếc máy tính này ở trên đùi sau đó gõ được đâu. Và phần tiếp theo thì mình sẽ cùng các bạn nói về hiệu năng của VioBook 13 Slate OLED. Về CPU, chúng ta có Intel Core i3-N300 8x8 luồng với xung nhịp cơ bản là 0.8GHz. Theo như mình tìm hiểu thì ở bên trong VioBook 13 Slate OLED sẽ không được trang bị quạt. Tuy nhiên là N300 vẫn kiểm soát tốt được nhiệt độ và cho hiệu năng tốt. Mình đã có thử Ben CPU này với Cinebench R23. Kết quả cho ra điểm đa nhân đạt 4.317 điểm và điểm đơn nhân đạt 963 điểm. Đây là ảnh RAW chụp từ A73. Mình sẽ kéo màu luôn để các bạn xem khả năng phản hồi này, là một tí độ sáng này. Đó, kéo tới đâu là ăn tới đấy luôn. Tức là phản hồi rất là nhanh và tương tự như vậy với những cái thanh phía dưới của chúng ta. Thanh highlight này, đấy, kéo xuống một tí là xa đầu này. Các bạn thấy không, lúc mình kéo mọi thứ đều ăn. Và bây giờ mình sẽ copy nguyên cái bộ cài đặt này. Rồi, copy những cái tùy chỉnh của mình. Sau đó mình dán vào cái ảnh bên cạnh này xem mà có nhanh không nhá. Rồi, paste vào. Ok luôn, dán phát là ăn. Và như vậy là với chiếc máy của chúng ta, các bạn có thể tự tin là kéo màu ảnh trực tiếp hay là chúng ta có thể dùng Photoshop thì cũng được. Bởi vì hai phần mềm này thì mình thấy máy được hỗ trợ khá là ngon. Bây giờ thì mình sẽ thử khả năng phát video của em này ở độ phân giải cao nhá. Chúng ta đang có độ phân giải hiện tại này. Đấy, bấm vào cho các bạn xem. Đang là 1080p. Rồi, play thử. Rồi, mọi thứ đang rất là mượt. Mình sẽ tăng độ phân giải lên mức cao hơn. 2K trước đi. Rồi, play. Ok, 2K vẫn được. Tiếp tục lên mức cao hơn của chúng ta, đó chính là 4K. Mức này là hơi bị căng đây này. Liệu là không cắm sạc có chạy được không? Ok luôn, vẫn mượt mà. Thử thách tiếp theo sẽ là mở nhiều tab cùng một lúc nhá. Mình sẽ tiếp tục mở thêm nhiều tab hơn. Như các bạn thấy là mặc dù mình đang có rất là nhiều tab, nhưng mà những thao tác của mình khi mở vẫn rất là dễ. Máy không hề có một tí hiện tượng nào bị khựng cả, các bạn thấy không? Này, bấm một phát vào, load được website của chúng ta luôn. Có thể là quay lại trang trước để xem. Rồi truy cập thử cái trang này xem nào. Rồi cái này mình truy cập cái khác nhé. Windows này. Đấy, mỗi cái mình bấm một tí. Microsoft 365. Và khi mình quay trở lại thì mọi thứ của mình đều được giữ nguyên, không hề phải tải lại một chút nào. Và cho các bạn xem luôn là khi mình mở nhiều tab thế này thì RAM của mình đang chiếm bao nhiêu. Hiện tại thì RAM của mình đang chiếm là 4,9GB trên tổng thể là 7,6GB. Tức là vẫn còn trống đâu đó là hơn 3GB nữa để các bạn thoải mái mở thêm nhiều tab hơn. Một chiếc laptop mới thì tất nhiên cũng được trang bị công nghệ RAM mới. Và RAM được trang bị là Low Power DDR5 dung lượng 8GB. Còn bộ nhớ ở trên máy là UFS 2.1 với dung lượng 256GB. Nếu xét theo nhu cầu văn phòng thì mình thấy rằng RAM và ổ cứng này đều đủ để các bạn đa nhiệm hay là lưu trữ. Và trong trường hợp các bạn bắt buộc phải mở rộng thêm bộ nhớ thì chúng ta vẫn có thể mở rộng thông qua cổng microSD ở đây. Các bạn chỉ cần cắm một thẻ nhớ vào máy như vậy là được. Video này thì mình phải add thêm phần này vào bởi vì mình biết đây là thứ nhiều bạn dân văn phòng luôn tìm kiếm mỗi khi chúng ta mua máy hay là cài Win. Và một tin vui cho các bạn là ở bên trong VioBook 13 Slate OLED đã được cài sẵn luôn Office bản quyền phiên bản Home and Student 2021. Việc nhận thì cũng khá là dễ dàng, các bạn chỉ cần mở ứng dụng Office bất kỳ lên sau đăng nhập tài khoản Microsoft của bạn vào. Và bảng tiếp theo sẽ hiện ra cho phép bạn nhận bản quyền của Office Home and Student 2021. Sau đó các bạn chọn lần lượt giống như video hướng dẫn này của mình nhá. Chúng ta tới phần cuối cùng ở trong video, đó chính là về pin và sạc.
Máy được trang bị viên pin 50Wh kết hợp cùng khả năng tối ưu điện của Intel N300 thì pin của VivoBook 13 Slate OLED có thể sử dụng được gần 10 tiếng với tác vụ văn phòng. Trong thực tế trải nghiệm lướt web và gõ content của mình thì mình ra quán cà phê ngồi, chính vì vậy mình sử dụng Wi-Fi cũng như độ sáng màn hình sẽ để ở mức khoảng 80%. Và lúc này thì cứ khoảng 1 tiếng đồng hồ sử dụng liên tục màn hình bật của mình sẽ tiêu hao khoảng tầm 12-15% pin. Tất nhiên là tùy lúc đó mình sử dụng nhiều tab hay không và mình làm việc hiệu năng của máy như thế nào. Như vậy, tính ra trung bình cứ sử dụng với nhu cầu này, mình có thể dùng máy liên tục trong tầm từ 7-8 tiếng đồng hồ mới cần phải sạc lại. Một thời lượng sử dụng pin mình đánh giá là rất thoải mái với các bạn văn phòng. Còn về sạc thì Asus cũng trang bị sạc nhanh cho máy, có thể sạc được 60% pin trong vòng 39 phút và những bạn nào đang cần pin gấp để làm việc thì đây cũng sẽ là một điểm cộng. Tới đây thì Công sẽ kết thúc video đánh giá về VivoBook 13 Slate OLED nhé. Các bạn thấy sao về em máy này? Đúng là một chiếc laptop tiện dụng hay chưa? Thì nhớ để ý kiến phần bình luận cho mình cùng biết. Cũng như là với mức giá 20 triệu đồng thì các bạn thấy rằng là em này có hợp lý hay không? Và bạn có định sở hữu ngay một em thì truy cập đường link của Cellphonet mình để ở phần mô tả của video này nhé. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.